Chúng tôi đang tìm ứng viên có tố chất phù hợp. Nuôi con bằng sữa mẹ. Điều gì khiến chị nghĩ đây là kỹ năng đặc biệt? Đúng vậy. Đó là công việc cho tôi rất nhiều kinh nghiệm trong suốt thời gian qua. Tôi là mẹ bỉm sữa. Với người bình thường thì ngày dài 24 giờ, nhưng với một bà mẹ cần duy trì nguồn sữa đều đặn cho con như tôi, thì quỹ thời gian của tôi chỉ xoay quanh mỗi 3 giờ. Việc duy trì nguồn sữa mẹ sau mỗi 3 giờ đã giúp tôi có thể quản lý thời gian chính xác. Với chu kỳ 3 giờ, tôi vừa chăm sóc con, vừa làm việc, vừa duy trì nguồn sữa cho con. Và chỉ cần nghe tiếng của con, tôi cũng sẽ biết điều gì làm con không thoải mái. Điều đó đã giúp tôi có khả năng đa nhiệm, làm được nhiều việc cùng lúc. Tôi luôn tìm được sự cân bằng giữa việc chăm sóc con và duy trì mối quan hệ xã hội. Sau mỗi 3 giờ là tôi luôn hoàn thành nhiệm vụ duy trì nguồn sữa cho con. Dù có chuyện gì xảy ra. Chính vì thế, nuôi con bằng sữa mẹ trong ngày dài 3 giờ là kỹ năng đặc biệt của tôi. Nhờ có Pigeon là trợ thủ đáng tin cậy, giúp tôi yên tâm chu toàn mọi việc trong ngày dài 3 giờ.